Chào mừng các em đến với bộ môn khoa học tự nhiên 7 của trường trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay cô và các em sẽ cùng tìm hiểu nội dung ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 1. Nội dung ôn tập gồm có phần lý thuyết và phần bài tập nằm trong các bài sau. Thứ nhất là bài nguyên tử, thứ hai là bài nguyên tố hóa học, thứ ba là bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, thứ tư là phân tử, đơn chất, hợp chất và bài thứ năm là liên kết hóa học. Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu phần lý thuyết. Về bài thứ nhất, bài nguyên tử, các em cần ghi nhớ mô hình Rutherford-Paul. Trong nguyên tử thì các electron ở vỏ được sắp xếp thành từng lớp và chuyển động xung quanh hạt nhân theo những quỹ đạo như các hành tinh quay quanh mặt trời. Các em cần nhớ cho cô, trong nguyên tử sẽ có thứ nhất là lớp vỏ gồm có các electron, ký hiệu là E, mỗi E sẽ mang một điện tích âm. Lớp electron, lớp trong cùng sẽ chứa tối đa là 2 electron, lớp thứ hai chứa tối đa 8 electron. Phần thứ hai là phần hạt nhân, gồm có hai loại hạt, hạt proton, ký hiệu là P, mỗi P sẽ mang một điện tích dương, và hạt neutron, ký hiệu là N, không mang điện. Nguyên tử trung hòa về điện, cho nên trong nguyên tử số proton bằng với số electron. Khối lượng nguyên tử là khối lượng của một nguyên tử được tính theo đơn vị quốc tế là amu. Proton và neutron sẽ có khối lượng xấp xỉ bằng nhau, gần bằng một amu. Electron sẽ có khối lượng bé hơn rất nhiều lần, bằng 0,00055 amu. Do đó, có thể xem khối lượng hạt nhân là khối lượng nguyên tử. Bài 2, nguyên tố hóa học. Chúng ta cần phải nhớ thứ nhất là nguyên tố hóa học là tập hợp của những nguyên tử cùng loại có cùng số proton trong hạt nhân. Các nguyên tử của cùng một nguyên tố hóa học đều có tính chất hóa học giống nhau. Và hiện nay có 118 nguyên tố hóa học đã được xác định, trong đó có 98 nguyên tố được tìm thấy trong tự nhiên. Ký hiệu hóa học sẽ được biểu diễn bằng một hay là hai chữ cái. Chữ cái đầu tiên sẽ viết in hoa và nếu như có chữ cái tiếp theo thì chữ cái thứ hai thường sẽ viết thường. Bài tiếp theo là bài 3, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Các nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân của nguyên tử. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học có cấu tạo gồm các ôn nguyên tố, chu kỳ và nhóm. Thông tin ôn nguyên tố cho biết các thông tin từ trên xuống dưới như sau: số hiệu nguyên tử đến ký hiệu hóa học đến tên nguyên tố và cuối cùng là khối lượng nguyên tử. Tập hợp các nguyên tố hóa học có cùng số lớp electron trong nguyên tử theo hàng ngang được gọi là chu kỳ. Số thứ tự của chu kỳ sẽ đúng bằng số lớp electron. Tập hợp các nguyên tố theo cục dọc có tính chất hóa học tương tự nhau và sắp xếp theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân thì được gọi là nhóm. Bài 3, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học thì sẽ gồm có 8 nhóm A và 8 nhóm B. Tổng cộng 7 chu kỳ, 3 chu kỳ nhỏ 1 2 3 và 4 chu kỳ lớn 4 5 6 7. Hơn 80% các nguyên tố hóa học là kim loại, bao gồm một số nguyên tố ở nhóm A và tất cả các nguyên tố ở nhóm B. Nhóm các nguyên tố khí hiếm sẽ thuộc nhóm 8A. Bài thứ tư là phân tử, đơn chất và hợp chất. Chúng ta cần lưu ý khái niệm phân tử. Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử kết hợp với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất. Sẽ có hai dạng phân tử tạo bởi một nguyên tố hóa học và phân tử tạo bởi nhiều các nguyên tố hóa học. Khối lượng phân tử bằng tổng khối lượng của các nguyên tử có trong phân tử đó. Và khối lượng phân tử cũng được tính bằng đơn vị amu. Đơn chất là chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học. Và hợp chất là chất được tạo nên từ hai hay là nhiều nguyên tố hóa học. Bài thứ năm, liên kết hóa học.
Vỏ của các nguyên tố khí hiếm ở lớp ngoài cùng sẽ đều có 8 electron, riêng helium thì chỉ có 2 electron. Sự tạo thành các ion. Chúng ta cần nhớ, các nguyên tử của nguyên tố kim loại thường có xu hướng nhường electron ở lớp ngoài cùng và tạo thành ion dương tương ứng. Còn các nguyên tử của nguyên tố phi kim sẽ có xu hướng nhận electron từ nguyên tử kim loại và tạo thành ion âm tương ứng. Các ion dương và ion âm đơn nguyên tử có lớp electron ngoài cùng giống với nguyên tử của nguyên tố khí hiếm. Về liên kết ion, liên kết ion là liên kết được tạo thành bởi lực hút giữa ion dương và ion âm. Về liên kết cộng hóa trị là liên kết được hình thành bởi sự dùng chung electron giữa hai nguyên tử. Phần tiếp theo là phần bài tập. Về phần bài tập, chúng ta có những điều lưu ý sau. Trong hợp chất thì hóa trị của H là 1, còn hóa trị của O sẽ là 2. Khối lượng phân tử sẽ bằng tổng khối lượng của các nguyên tử có trong phân tử đó và đơn vị tính của nó là tính bằng IMU. Công thức chung của phân tử sẽ có dạng là AXBY, trong đó A và B là ký hiệu nguyên tố, còn X và Y là chỉ số là số nguyên tử của nguyên tố trong phân tử. Nếu chỉ số bằng 1 thì chúng ta quy ước không ghi. Về quy tắc hóa trị, với công thức hóa học chung AX với A lớn là hóa trị A nhỏ, BY với B lớn là hóa trị B nhỏ. Trong đó X và Y là chỉ số, còn A nhỏ, B nhỏ là hóa trị tương ứng của nguyên tố A lớn và B lớn. Theo quy tắc hóa trị, ta có A nhỏ nhân X sẽ bằng B nhỏ nhân Y. Dựa vào công thức trên, chúng ta tính tỷ lệ X trên Y, từ đó ta suy ra công thức hóa học của hợp chất. Sau đây chúng ta sẽ vào từng bài tập ví dụ cụ thể. Bài số 1, câu A, hãy vẽ mô hình nguyên tử theo Rutherford Bohr của nguyên tử silicon. Nguyên tử silicon có tất cả là 14 proton. Thì chúng ta sẽ vẽ mô hình nguyên tử của nguyên tử silicon. Chúng ta sẽ vẽ hạt nhân ở giữa trước là 14 proton. Từ số proton chúng ta sẽ suy ra được số electron, sau đó chúng ta sẽ vẽ số electron theo từng lớp tương ứng. Câu B, từ mô hình đó em hãy cho biết silicon có số lớp electron. Chúng ta sẽ xác định được số lớp electron là 3 lớp. Số electron lớp ngoài cùng sẽ là 4 electron. Và dựa vào số lớp electron thì chúng ta có thể suy ra được silicon sẽ thuộc chu kỳ 3. Dựa vào số electron lớp ngoài cùng, chúng ta sẽ suy ra được silicon thuộc nhóm 4A. Tiếp theo là bài ví dụ số 2. Cho các chất có công thức hóa học sau: CaCl2H2SO3H3PO4 N2 và NaCl. Câu A, hãy xác định chất nào là đơn chất, hợp chất, vì sao? Chúng ta có thể dễ dàng xác định được O3 và N2 là đơn chất vì phân tử được tạo thành từ một nguyên tố hóa học. Còn các chất còn lại sẽ là hợp chất vì phân tử được tạo thành từ hai hoặc là ba nguyên tố hóa học. Câu B, tính khối lượng của các phân tử CaCl2H2SH3PO4 và người ta có cho mình khối lượng nguyên tử của các nguyên tố. Như vậy đầu tiên chúng ta sẽ xác định được CaCl2 có 1C và 2Cl. Từ đó chúng ta tính được khối lượng phân tử của CaCl2 bằng cách cộng tổng các khối lượng nguyên tử trong phân tử đó lại, ra được là 111 IMU. Tương tự đối với H2S là 2H và 1S và khối lượng phân tử là 34 IMU. Với H3PO4 là 3H1B và 4O. Khối lượng phân tử tổng cộng lại sẽ là 82 IMU. Bài 3, lập công thức hóa học của potassium oxide tạo bởi nguyên tố potassium và oxygen. Câu B, copper two oxide tạo bởi nguyên tố copper two và oxygen. Lời giải, chúng ta đặt công thức hóa học của potassium oxide là KXOY với K hóa trị 1 và O hóa trị 2. Theo nguyên tắc hóa trị, ta sẽ có 1 nhân x bằng 2 nhân y. Suy ra x trên y sẽ bằng 2 trên 1.
Vậy từ đó mình có thể suy ra là x sẽ bằng 2 và y bằng 1. Và chúng ta thế vào, chúng ta sẽ được công thức hóa học là K2O. Câu B. Lập công thức hóa học của copper two oxide tạo bởi nguyên tố copper two và oxygen. Câu A, chúng ta cũng sẽ đặt công thức hóa học của copper two oxide là CuXOE. Với Cu hóa trị 2 và O hóa trị 2. Theo nguyên tắc hóa trị thì ta sẽ có 2 nhân x bằng 2 nhân y. Suy ra x trên y sẽ bằng 2 trên 2 và chúng ta rút gọn bằng 1 trên 1. Như vậy suy ra x sẽ bằng 1 và y cũng bằng 1. Từ đó ta suy ra được công thức hóa học là CuO. Lưu ý là các em sẽ ôn kỹ phần lý thuyết và làm các dạng bài tập tương ứng. Chúc các em làm bài thi thật tốt.